Một chiếc xe Hyundai i10 nhập Ấn nguyên chiếc được sản xuất vào năm 2014. Và em này là tên tư nhân biển Hải Dương các bác nhé. Và ngày hôm nay không phải là bản 1.0 như mọi ngày em lên sóng đâu, mà sẽ là bản 1.2. 1.2 số tự động đời 2014. i10 số tự động em Lê Hương chào bán trên 300 triệu một chút. Bác nào quan tâm và cần tìm một mẫu xe nhỏ gọn đi gia đình, tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là số tự động dễ đi thì alo cho em nhé. Alo qua số hotline 0354602790, em tư vấn và hỗ trợ. Còn nếu như các bác nào mà có mục đích xem xe trực tiếp, muốn chạy thử thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và bác nào thật sự yêu thích chiếc xe i10 tự động 1.2 này thì để lại số điện thoại nào và cùng em xem hết video nhé. Bản đủ thì sẽ khác với bản thiếu là sẽ có đèn gầm này. Em này thì có đèn gầm rồi. Và cụm đèn pha là halogen sợi đốt, nhưng mà dòng xe halogen này là đèn khác nhé, rất là sáng luôn, có đèn phá xương. Phanh ABS chống bó cứng an toàn, đấy là đặc biệt đặc trưng của dòng xe bản đủ này. Số tự động đẹp các bác ơi, 1.0. Phanh ABS lốp láp dày. Đăng ký đăng kiểm tới tháng 5 2023. Nhập Ấn nguyên chiếc nhé. Xin nhan trên gương. Phím mở một trạm thông minh. Nếu mà nhìn từ bên ngoài thì bên trong các bác không nhìn thấy đâu. Thì dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi, giảm tiếng ồn, chống nhìn trộm đầy đủ cho em rồi. Và điều đặc biệt của em nó so với bản 1.0 chỉ cần nhìn nội thất thôi. Táp ly táp lô kết hợp hai màu giữa đen và đỏ. Thì các bác ơi, cứ lôm la là cứ đỏ đen là 1.2 mà trắng hết thì là 1.0. Nhìn như này là bác có biết là 1.2 rồi. Rất là hiếm luôn. Lên màn hình Android cảm ứng đề lổ thông minh, số tự động. Số tự động thì con nít cũng đi được rồi. Nên các bác ơi, bà xã nhà mình, lóc nhà nhà mình đi ok cho em luôn, rất là dễ đi. Có cam hành trình này, có đồng hồ này, đấy, có cả các cái đồng hồ đây dán quá ok luôn. Trần nỉ zin, đèn trần sáng, táp ni táp lô đẹp, túi khí an toàn đầy đủ cho em, ốc nhái không vặn mở. 2014, nếu như các bác nghĩ rằng nó hơi sâu đời thì em thấy nó cũng là vừa thôi, không quá sâu đâu. Rất là hiếm khi mà mua được i10 2014 mà bản 1.2 các bác nhé, rất là hiếm luôn. Nếu như sau từ đầu năm đến giờ, hình như đây là chiếc đầu tiên em mua được 2014 bản 1.2 luôn. Mà chất lượng xe nó cứng cáp mà đẹp như thế này. Full đồ rồi. Màn hình là giải trí, túi khí an toàn, sau lại còn có cả đề lỗ thông minh, trần lỉ zin, ghế da cao cấp 2 màu. Đấy, bản 1.2 là nó thế đấy các bạn. Thảm bệ phía dưới 6D, có thảm rối, cũng lắp thêm hơn triệu mới được cái thảm đấy các bác nhá. Hơn triệu rồi, những cái tiểu tiết đơn giản thôi. Nhưng mình về mà mình phải lắp thêm thì thêm chi phí rất là nhiều. Thì ngày hôm nay bác chủ cũ đã lên hết đồ rồi, thì mình cứ thế là mua về chạy thôi. Bình xăng đầu tiên khi các bác lăn bánh sẽ là bình xăng em Hương đổ cho các bác luôn. Nên các bác yên tâm các bác nhé. Cảm biến phía sau của bản đủ là một là 4 mắt cảm biến này. Có cam lùi, cam hành trình, màn hình Android rồi. Đây, 1.2 đây. Bản này là bản hiếm nhá. 1.0 thì em nhiều lắm. 1.0 tự động thì em nhiều. 2017, 2018 em có này. Vô lăng đẹp, nếu bác nào thích lắp vô lăng để cho nó cầm cho chắc chắn hơn, to tay hơn thì em còn nguyên nhé. Còn vô lăng để nguyên trong cốp cho các bác nhà mình. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp cũng còn, nhưng mà cái này nó hơi chật một mình. Đây, lốp sơ cua đây, dụng cụ tăng kích lốp này, sàn bệ sáng như gương, rất đẹp luôn. i10 thì sẽ mang đến cho các bác một cả trải nghiệm, đó chính là bền, tiết kiệm nhiên liệu. Còn nếu như mà độ đầm, độ chất của i10 thì các bác phải thử nghiệm, trải nghiệm thì mới biết rằng nó như thế nào. Vì nó là máy 1.2, so với phân khúc cỡ C thì nó không đầm, không chất bằng, nhưng mà đi rất là nhẹ. Các bác có luồn lách trong tất cả những khu đô thị, những khu đường bé, cổng nhà mình bé, ngõ nhà mình hẹp thì các bác ơi, chấp tất cả các loại xe khác, đúng không ạ? Nếu như mà to, cao, hầm hố, bà xã nhà mình tay lái yếu hay bản thân mình cũng thế thôi. Nhiều bác mới lấy bằng tay lái yếu thì khó đi. Thì ngày hôm nay có i10 rồi, số tự động 1.2, 4 máy không quá yếu nhé. Nếu như các bác lo một máy yếu thì ngày hôm nay có 4 máy đây. Vô lăng rất là đẹp, cái áo vô lăng để ở ngoài kia. Hôm nào bác nào chốt thì em hãy lắp vào để các bác bảo vệ này. Chân vô lăng thì có túi khí rồi này, có nghe gọi này, có tăng giảm âm lượng này, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Củ số phanh tay thì em cũng quay rồi, quá ghét luôn. Có thêm một cái đồng hồ này, màn hình cam hành trình siêu to rồi, ok luôn. Quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? 2014 nhập Ấn nguyên chiếc, bản thị bản đủ 1.2 siêu hiếm, gương kính cụp chỉnh, keo chỉ zin, kính zin liền đời, ốc nhái không hề vặn mở, cả 4 cánh cửa còn nguyên bản cho em. Bác nào cần tìm Hyundai i10 đặc biệt nhé, đặc biệt là 1.2 thì để lại số điện thoại đi nào. Rất là hiếm khi em về Hyundai i10 1.2 nhé, mà lại còn lên full đồ rồi. Máy số thì siêu chất cho em luôn đây, máy 1.2 4 máy này. Từ phần tai đèn quay chi tiết này đến phần nắp cabo, ốc nhái này,
keo chỉ zin toàn bộ các cái bấm đinh tán thông số của xe đây. Tất tần tật còn nguyên bản cho em. Bình ắc quy xanh, bình ắc quy 23 tháng 6 2022, mới thay bình ắc quy chưa được nửa năm đâu, được nửa năm thôi. Còn khá là khỏe này. Một chiếc xe Hyundai i10 2014 máy 1.2 siêu hiếm 330 ngày hôm nay là bao nhiêu? 323 triệu bao hồ sơ. Và còn bớt thêm, bác nào thật sự thích i10 nhé, và đặc biệt là phải thích bản 1.2, nếu bản 1.0 không mua thì mua 1.2 cho em. Để lại số điện thoại kết nối Zalo 0354602790, em sẽ tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Cảm ơn các bác nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại.